tính cạnh tranh, cái đấy trông rất là quan trọng. Nó là thách thức các trường nhưng nó động được các trường phát triển. Thế thì một cái điểm hạn chế hiện nay trong cái luật viên chức đấy, thế thì giảng viên chúng ta thì chỉ được thử việc ký một năm thôi, gọi là tuyển dụng vào và chỉ được một năm đầu để gọi là tập sự, thế sau đó thì phải đưa vào biên chế, phải đưa vào gọi là viên chức. Cái đó nó hạn chế cái tính năng động của các trường. Làm sao trong cái bản thân trong hệ thống giáo dục đại học ấy, nó có cái sự năng động hơn trong cái việc trao đổi cán bộ, trong cái việc di động giữa các nhà khoa học thì chính là tốt hơn. Cái đó mới tạo ra cái sự cạnh tranh nó bình đẳng. Chứ bây giờ thì các trường nói thật nhận một tiến sĩ trẻ về cũng rất là tốt. Tuy nhiên là sau một năm có thể chưa thể hiện được hết. Nhưng mà vài năm sau mà kể về con người, kể về năng lực không tốt thì trường cũng rất là khó có cách nào mà để chúng ta gọi là thay đổi. Về lại biên tâm. Tới đây là trong cái tự chủ đại học ấy thì nó phải tự chủ đồng bộ. Và các cơ sở được tự chủ đại học thì cũng phải được tự chủ về biên chế. Bây giờ tự chủ về bộ máy tổ chức thì cái xu hướng ở đây một số cái bộ mà đã thực hiện tự chủ như khoa công nghệ, y tế thì cũng đã rõ rồi, dần dần tiến tới là cái người đứng đầu. Không phải là mô tả công việc là phải báo cáo cấp trên. Ông thấy là cái số lượng công việc chỉ cần bao nhiêu người thôi thì ông tuyển, thế còn ai không đảm bảo thì thôi. Và tôi ủng hộ theo cái hướng là ký hợp đồng, không biên chế. Không chỉ đối với đại học đâu mà phổ thông cũng vậy. Cái viên chức ấy nó không phù hợp với lại cái đối tượng là giáo dục. Vì trong thực tế là giáo dục là một khoa học, nó cũng luôn luôn phải có cái thay đổi. Và anh phải nâng cao cái kiến thức, cái kỹ năng, và đặc biệt là anh phải đáp ứng những cái chuẩn mới. Và anh luôn luôn phải trong cái trạng thái anh biến động với lại cái nhu cầu của người học. Tôi cho rằng rất cần những thầy cô giỏi. Thế nhưng mà thực tế là những thầy cô giỏi thì không còn chỗ để cho vào nữa. Phải đổi mới và đáp ứng được cái chuẩn mới thì không đáp ứng được. Nhưng mà vẫn lâu năm, thậm chí là trưởng bộ môn hay là trưởng khoa ấy, nó tạo ra cái sự gọi là không linh hoạt trong ngành giáo dục. Thế thì đối với ý của anh Sơn ấy, đối với trường trước hết là nằm tự chủ, những trường tự chủ thì tôi cũng sẽ kiến nghị làm sao để làm việc bộ nội vụ theo một cái xu hướng là linh hoạt và tính đến ký hợp đồng chứ không có viên chức suốt đời. Tôi nghĩ cái việc đó cũng cần một số cái sự thận trọng nhất định. Vì là nếu mà ra xét trên bình diện thế giới đấy, thì hầu hết cái thế giới thì là giảng viên của trường đại học, giáo sư thì là có biên chế. Những cái đối tượng mà anh sẽ nhắc đến là đối tượng postdoc, tức là sau thường là 5 năm sau khi bảo vệ tiến sĩ, còn sau đó thì là thường là có biên chế cả. Cái đó là một phần là một cái sự đánh đổi thôi. Thường là những người mà làm giảng dạy thì thu nhập họ thấp hơn là những người đi làm kinh tế, thì đổi lại họ có một cái sự an toàn về công việc. Cái thứ hai đấy là giáo sư đại học họ cảm thấy là họ là người chủ của trường đại học. Trường đại học chẳng hạn như nói vậy, trường đại học nó ở những trường đại học tốt của Mỹ là ông hiệu trưởng không ra lệnh cho ông giáo sư đâu, có cái chính sách chung. Chứ ông hiệu trưởng không thể nói ngày mai ông Châu làm gì cho tôi đấy, không có chuyện đấy. Vì là ông đơn thuần là ông giáo sư ông có cái biên chế. Ông hiệu trưởng là trừ trường hợp ông ấy có lằng nhằng gì đó vấn đề nọ kia thì ông mới được quyền đuổi việc giáo sư, chứ đấy là chuyện hầu như không xảy ra. Thế nên là có lẽ là nếu mà cái việc mà thay đổi cái chính sách viên chức và cái rộng rãi cho cả giáo viên phổ thông và cả giáo sư giáo viên đại học ấy, thì cá nhân tôi suy nghĩ là cần hết sức thận trọng trong cái việc đó. Đặc biệt là cái việc mà tất nhiên là chúng ta muốn có môi trường năng động hơn, nhưng mà không nhẽ một giáo viên phổ thông họ 40-45 tuổi mà lại có thể ngừng hợp đồng làm việc một cách dễ dàng, vì đơn thuần là họ không đáp ứng nhu cầu. Về mặt logic ta cũng có thể làm thế, nhưng mà cũng có rất nhiều vấn đề. Cái vấn đề thực sự là một vấn đề không hề đơn giản, đặc biệt trong giáo dục. Vâng. Cái ý của anh Châu thì tôi phải làm rõ như thế này. Vâng. Thực ra thì từ cái chủ trương đến thực tiễn nó phải cắm lộ trình rất là dài. Vâng. Chứ không phải là sau 2-3 tháng đưa ra một cái chủ trương nay tất cả đều là hợp đồng. Thế còn sẽ hướng tới ví dụ như để rỗng chỗ cho những cái trường hợp mới. Ý tứ như thế để làm sao là dần dần nó có lộ trình, là thay dần, chứ không phải đùng một cái là ra hết, cho nên hiểu rõ cái ý đó. Thế còn đối với các trường đại học thì thực ra ấy, thì mỗi một trường đại học và ngay bản thân các trường lớn họ rất trân trọng những người giỏi. Nói là hợp đồng thôi nhưng mà có thể là cái từ gọi là biên chế cả đời gắn, thậm chí là họ còn rất cần cái giáo sư giỏi ấy, chứ không phải là nay dùng mai không. Thế rồi về lâu dài nữa thì tôi nghĩ rằng
cái chế độ viên chức suốt đời hay như là còn phụ thuộc nhiều rất nhiều vào cái từng tổ chức một. Ví dụ như là có những chính sách đãi ngộ của từng tổ chức, đúng không? Đặc biệt còn nhà nước mà can thiệp quá sâu vào cái chế độ cán bộ của các trường đại học thì nó có một cái quan hệ là tỷ lệ nghịch. Chừng mực nào mà nhà nước càng can thiệp sâu vào cái tổ chức nhân sự của trường đại học thì chừng mực đó là cái chất lượng nó sẽ tụt xuống, khó lên được lắm. Vì trong cái bối cảnh phải cạnh tranh, đại học luôn sáng tạo, cái thứ hai là anh phải cạnh tranh cho những người giỏi thì cứ can thiệp vào hành chính. Đấy là một trong lý do tôi rất muốn là có lộ trình nhưng mà nhanh được là các cái trường đại học là không trực thuộc hành chính các bộ quản lý nhà nước. Thế còn để cho các cái ông hiệu trưởng, ông năng động, đúng không? Ông năng động thì ông mới sáng tạo, ông mới quản lý được quân và giáo viên được. Chứ bây giờ cái ông hiệu trưởng, ông trông ông bộ trưởng có khi hơn là anh em. Ông cứ được lòng cái ông hiệu trưởng thì ông mới được kéo dài, ông được bổ nhiệm. Nhưng trong đó thì anh em cũng không để ý mấy. Nhưng mà khi mà để cho cái ông tự chủ, ông có vững ghế không nghĩ là phụ thuộc vào anh em ở dưới nó bầu. Thì ông phải chăm nói anh em ở dưới. Cái đích là tôi muốn là cái ông bộ trưởng ở đây thì đường hướng thôi. Và đối giao thôi. Chứ bây giờ chẳng hạn tôi nhé, chẳng hạn mấy chục trưởng. Anh em đưa lên hồ sơ tôi cũng không biết mặt mũi của ông hiệu trưởng thế nào. Đúng không? Thì tôi ký vào đấy là xong, cái cuộc ông yên tâm rồi, thế là về cứ ung dung đứng đầu của trường đại học. Nhưng mà ở đây là hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị nó bầu xét, nó chọn ông hiệu trưởng lúc ấy là như là người làm thuê thôi. Thế thì ông phải quan tâm đến cái nhiệm vụ của hội đồng quản trị đưa ra, mà ông không thực hiện được thì ông phải từ chức. Như tôi thấy ở Việt Nam có mấy ông hiệu trưởng từ chức trừ trường hợp kỷ luật. Chứ còn làm yếu chả ông nào từ chức làm yếu cả. Đấy cũng là một cái yếu của hệ thống đại học Việt Nam ấy. Trừ trường hợp bị kỷ luật thì lúc ấy là buộc kỷ luật thôi việc. Chứ còn ít khi tôi nhìn thấy, chưa nhìn thấy trường hợp nào từ chức do năng lực kém. Không có đâu. Thế thì bây giờ... Từ vấn đề đó thì ra là quay lại cái mục tiêu chính là nâng cao cái hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Còn đúng là có một cái cạnh mà anh Châu nói đúng là ở các nước thì thường là giáo sư, phó giáo sư thì người ta vào cái ngạch biên chế. Tuy nhiên là cái lực lượng mà tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư là không nhiều. Còn kể cả anh em tiến sĩ vào là giảng viên thì thông thường là không phải là biên chế theo cái thứ hợp đồng. Cái đó cũng phải nghiên cứu. Mỗi hệ thống có một cái ưu điểm. Còn trong cái sự cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa các trường nó lành mạnh thì đương nhiên là các giáo sư sẽ biết là ở nơi nào để được trọng dụng nhất và được tôn trọng nhất, thì các hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm với cái việc đó để tạo ra cái môi trường để giữ giáo sư lại. Rất là cảm ơn chia sẻ của anh Sơn ạ. Bây giờ thời gian của buổi thảo luận của chúng ta cũng đã sắp hết rồi. Thế thì là các anh có muốn nói thêm gì ạ nhân về chủ đề này được không ạ? Đây là một cái vấn đề khó. Cho nên đòi hỏi phải có một cái suy nghĩ đến hành động rất nghiêm túc. Hướng tới cái hiệu quả hơn là một cái gọi là một cái kêu gọi chung chung. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì không hoàn thiện ngay được và bổ sung dần. Thế không phải là đưa ra một cái chính sách mà đã hoàn thiện hết. Thế cũng phải đâu đó chấp nhận những cái khiếm khuyết để đạt tới một cái sự hiệu quả. Thế cũng rất mong mọi người với cách nhìn một cách thực tế như thế và hiệu quả như thế thì cũng không nên bình luận theo cái hướng mà không đi vào cái mục tiêu là thu hút được những nhà khoa học hay là những cái em mà tốt nghiệp ở nước ngoài về. Đấy, thì trong quá trình thực hiện thì tôi rất mong muốn, thực sự mong muốn là lắng nghe và để có cái quyết định chính xác. Dạ, xin cảm ơn bộ trưởng. Xin mời các khách mời ạ, các anh còn ý kiến gì nữa không? Tôi xin phép phát biểu từ ghế một trường, một cái cơ sở. Có lẽ là cũng có thể Bách Khoa nói là đại diện cho rất nhiều trường có cái mong mỏi này. Bởi vì thực sự là chúng tôi coi cái phát triển nguồn nhân lực mà trước hết là nhân lực chất lượng cao với để thu hút làm sao cán bộ có cái trình độ cao, giỏi về trường là yếu tố quyết định tới cái sự thắng lợi, cái sự phát triển của nhà trường bên cạnh cái cơ chế mà tự chủ mà nhà nước, chính phủ giao cho trường. Cái chính sách phát triển con người và khi thu hút được cán bộ giỏi về trường thì sẽ thu hút rất nhiều nguồn lực về để trường thực hiện. Thì trường rất là mong mỏi và cũng đã quyết tâm xây dựng từ phía trường cũng có những cái chính sách, cũng như cơ chế. Bây giờ được chính phủ, được Bộ Giáo dục Đào tạo hỗ trợ trong cái việc này thì trường rất là phấn khởi. Và trên cái bức tranh như vậy thì cũng rất là hy vọng là nhiều anh em cán bộ khoa học trẻ
rồi là có kinh nghiệm, rồi có những cái chuyên sâu ở nước ngoài thì cũng tìm hiểu thêm thông tin về trường trong gian tới. Và nếu trong chương mực nào có thể hợp tác được và có thể hỗ trợ trường được thì cũng rất là trường rất là đón nhận, mong chờ để các anh em về hỗ trợ trường và có thể thông qua hình thức làm một thời gian trong năm, cũng có thể là về tại trường làm việc lâu dài. Trường rất là mong mỏi cái điều đó. Cảm ơn anh Sơn. Xin mời anh Ngô Bảo Trọng. Vâng. Trước hết tôi thấy rất là cảm kích, rất là vui khi mà lãnh đạo của bộ tổ chức cái buổi tọa đàm ngày hôm nay để lắng nghe những ý kiến của những người mà ở cơ sở làm việc trực tiếp. Cá nhân tôi rất trực tiếp với cái vấn đề, tức là làm sao thu hút được anh em người Việt Nam, cả những nhà khoa học nước ngoài sang Việt Nam làm việc, giải quyết những vấn đề cụ thể của Việt Nam cũng như là trao đổi học thuật để tăng cái khả năng nghiên cứu của cán bộ nghiên cứu Việt Nam. Thì cái không biết chị Hạnh nghĩ là cá nhân tôi cái buổi thảo luận rất là thú vị. Tuy là không phải chúng ta cũng đồng ý mọi vấn đề nhưng mà dù sao nó cũng rõ ra một số vấn đề, chẳng hạn như là phải chia cái đối tượng thu hút là làm hai đối tượng rõ ràng, đối tượng trẻ mới có bằng tiến sĩ thì là đối tượng đã thu hút để sẽ làm cái nền tảng cho khoa học Việt Nam sau này. Đối tượng thứ hai là thu hút về mặt lâu dài. Thứ hai là thu hút những nhà khoa học đã có tên tuổi, đã được khẳng định. Thì cái đó có lẽ là kinh phí nó không cho phép thu hút họ một cách viễn vì có nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng tuy nhiên là cũng không phải là có cách theo cái từng cái phải có thu hút họ làm việc những vấn đề đề tài cụ thể. Và để thực hiện đề tài đó cần có những cái chính sách, một cái đặc thù để thực hiện những đề tài đó. Cảm ơn anh Châu. Xin mời anh Tuấn ạ. Tôi cảm nhận rằng có một cái sự chuyển biến trong nhận thức, trong hành động của lãnh đạo bộ. Và tôi cảm nhận anh Nhạn là cái tâm huyết, cầu thị và có khát vọng và biết dựa vào nhân dân. Cái buổi bottom up hôm nay đó là anh đang dựa vào nhân dân. Tôi nghĩ đó là sức mạnh của anh. Và tôi chúc anh thành công và chúc ngành giáo dục đào tạo chúng ta sẽ có những cái đột phá và đáp ứng đúng mong đợi của nhân dân. Và tôi có ý kiến thêm là chúng ta làm hết sức sáng tạo trong thời buổi công nghệ ngày hôm nay. Cuộc cách mạng công nghệ đang đem đến chúng ta những cơ hội mới, một phương pháp tư duy mới, cách làm mới. Chúng ta hãy sáng tạo hơn nữa, đột phá hơn nữa thì chúng ta sẽ thành công. Cảm ơn các khách mời đã tham dự chương trình. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.